Quân làm gì vậy? Anh đang làm một cái công đoạn, mà công đoạn này được gọi là móc chân tranh. À. Em mới hiểu móc chân tranh là gì không? Em cũng không biết, anh có thể nói qua cho em biết được không? Nhìn có vẻ tỉ mỉ anh nhỉ? Móc chân tranh ấy, là đây là bức tranh bát mát sau khi đã lắp khung và hoàn thiện. Thế nhưng mà anh sẽ kiểm duyệt lại một lần nữa trước khi mà giao đến tay khách hàng. Thì anh phải có những cái dụng cụ là những chiếc đục như này. Những cái đục nhỏ như này thì sau đó là anh sẽ dùng để anh soi vào các cái chân của các cái chi tiết. Mà nếu như mà chi tiết nào nó chưa được sạch mà nó vẫn còn những cái nhám đục thì anh phải móc cho nó ra bằng hết. Thì như thế nó mới đẹp và nó mới sạch được. Thế thì anh sẽ giới thiệu cho em là cụ thể từng cái đục mà anh hay làm cái công đoạn này. Đầu tiên đây là cái đục này gọi là đục tăm này. Cái đục này là rất là nhỏ, nó chắc to gấp khoảng 3 lần cái que tăm. Cho nên là cái đục này gọi là đục tăm. Nhưng mà nhìn có vẻ rất là nhỏ. Rất là sắc, rất là nhọn. Thì nó phải nhỏ như này thì anh mới đi sâu vào các cái chi tiết của kẽ lá, rồi các cái nhành hoa, thì anh mới có thể móc được hết những cái phần lưỡng mạt đục còn lại ở trên bức tranh. Đây em nhìn thì em sẽ thấy. Đấy, anh móc vào đây nó sẽ ra được một cái mặt tranh như này. Đó. Đấy, em thấy cái gỗ ra chưa? Đây, cái gỗ ra này. Đấy, phần gỗ ra. Nếu như mà là mình phải đục bỏ những cái thừa đấy hả? Đây mình không gọi là đục, mà đây là mình chỉ gọi là bấm. Bấm tỉa. Mình chỉ cần dùng cái lực của bàn tay mình đẩy nó như này thôi là được, không cần phải dùng đến đục. Bởi vì vốn dĩ thì các cái chi tiết này là chi tiết mà nó còn bám lại ở trên mặt, thì mình phải mất công mình ngồi mình soi từng cái chi tiết và sau đó thì mình bấm nó ra thì nó sẽ sạch hơn. Cái đục thứ hai mà anh thường xuyên dùng đó là cái đục bạc. Cái đục bạc này là cái đục mà nó có một cái bên mặt của nó rất là phẳng. Như này là anh sẽ dùng vào các cái chi tiết mặt phẳng, ví dụ như các cái mặt của núi. Thế thì nếu như mình nhìn thẳng như này thì đã thấy ngọn núi này là sạch đẹp đúng không? Nhưng mà khi mình nhìn nghiêng ấy, là ở dưới chân đây là đôi khi là nó còn những cái sờm đục. Thì mình phải lấy cái đục bạc này mình khoét nó đi. Gậy nó bỏ đi. Đúng rồi, đấy nó ra những cái vảy gỗ rất là nhỏ như này. Cũng chỉ bằng cái đầu tăm thôi. Nhưng mà cái này nó liên quan đến cái quy trình làm việc, cũng như là một cái chất lượng mà mình đã cam kết với khách hàng. Thì mình muốn làm cho nó thật là hoàn hảo. Đây nó tỉ ra mỉ những cái sự luôn. Nó ra những cái bạc đục như này. Thì đây là cái đục bạc. Đến cái đục thứ ba anh cũng thường xuyên hay làm những cái đục này. Đây gọi là đục móng. Cái đục móng này thì nó có kết cấu là nó có một cái rãnh tròn ở đằng trước đó, và có một cái mặt úp ở đằng sau. Thì cái đục này là thường để khoét vào các cái vòng đường tròn, ví dụ như cái nhị hoa đây chẳng hạn. Cái nhị hoa hoặc là các cái cánh hoa này, nó cần những cái đường tròn nhỏ úp theo cái đục này thì nó sẽ ra được cái chi tiết. Thì thường xuyên là sẽ sử dụng ba cái đục này để khoét chân tranh. Mình gọi một cái từ trong ngành gọi là khoét chân tranh. Khâu cuối cùng để giao sản phẩm đến với tay khách hàng. Khâu này yêu cầu rất là tỉ mỉ anh. Cái khâu này thì quan trọng nhất là soi được ra các chi tiết, và cái thứ hai nữa là làm cho các cái chi tiết đấy nó sạch. Trên là cái tỉ mỉ là cái điều kiện kiên quyết để làm được cái khâu này. Hiểu được đâu là sạch và sau đó là làm cho cái việc đấy nó thật là sạch. Thì đây chính là điều kiện. Hoặc là đây là những cái khe núi như này, mình nhìn như này là sạch đúng không? Nhưng mà đây em nhìn sẽ thấy trong cái kẽ đấy mình cố để bới ra để đúng rồi. Mình làm cho nó hoàn thiện. Mình có thể gọi đây là bới vết tìm lông. Nhưng mà thực tế thì nó là những cái lông thừa không nên giữ lại. Đó. Đây này, em nhìn là nó ra được một lô ở đây luôn này. Sao mình làm kỹ như thế, tranh của mình cũng rất là đẹp mà rất là sạch sẽ, không có một cái gợn gì. Đúng không? Những cái khâu này thì thông thường ở trên thị trường là chưa chú trọng nhiều.
phần đa ấy là đục xong là xong. Chính vì như thế cho nên là tranh của tranh gỗ Bùi Gia thì nó có những cái thứ nhất là về giá thì nó cao hơn, thứ hai là những cái chi tiết như này nó đều liên quan đến ngày công, đều liên quan đến cái cách xây dựng ra một cái sản phẩm đẹp. Mà cái điểm mấu chốt của cái người làm thợ thợ đục Việt Nam từ xưa đến nay thì hầu như là mọi người không xây dựng ra một cái quy chuẩn gì để mà làm việc, gần như là cứ làm xong là xong và cũng không biết đâu là đẹp, đâu là hoàn thiện. Thế thì anh phải xây dựng ra một cái quy trình làm việc gồm có 13 bước. Thì cứ thông qua 13 bước đấy thì là sản phẩm nó sẽ đạt được cái chất lượng mà mình có thể tự tin giao đến tay khách. Thế thì cái khâu này của anh ấy là một trong 13 bước đấy trước khi giao đến tay khách hàng. Thì khâu này là khâu mà anh với anh Lăng thường làm khâu này. Thậm chí khâu này mình có thể ví như là cô Tấm mặc chiếc váy đẹp đúng không? Mặc lên một chiếc váy đẹp thì ai cũng nghĩ là cô Tấm là đã đẹp rồi. Nhưng mà đâu có biết là dưới chân cô Tấm có đang đi đôi giày pha lê không? Đấy, thì cái khâu này là khâu mà làm cho cô Tấm thể hiện được cái đôi giày pha lê nó đẹp như nào.